mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sân về. Thân chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình nói về những cái bệnh trong doanh nghiệp. Tôi đề nghị với các bạn như thế nhé, các bạn nhé. Thế thì tôi tiếp tục, tôi đọc cái cuốn sách của tôi thì mình sang đến 100, trang 161 rồi. Bệnh thứ 11, đó là dọa nạt và bạo lực ngầm trong doanh nghiệp. Trong một tập đoàn bán nước giải khát mà tôi từng cộng tác, tôi đã nghe chuyện từ chính miệng anh tổng giám đốc rằng trong một thời kỳ rất là đen tối, doanh nghiệp đã phát hiện ra một đường dây xã hội đen ngay trong nhóm bảo vệ. Những nhân viên mới vào để tăng cường bảo vệ đều bị chi phối, đều bị đe dọa và đôi khi còn bị hành quyết dã man nữa. Tất nhiên công ty không tìm ra bằng chứng gì trước khi xảy ra một vụ biển thủ khổng lồ trong công ty. Khi phát hiện sự vụ thì đã muộn, nhưng công ty đã hiểu được rằng ngay những chiếc camera nội bộ đặt ở mọi góc công ty, trong cả thang máy, ngoài luôn khuôn viên, đều chưa có đủ khả năng để kiểm soát hết. Thật không có gì thay thế được bắt người bạn nhỉ. Theo kinh nghiệm của tôi, người quản lý nên đi kinh lý khắp công ty một cách thật là bất ngờ, đặt những câu hỏi rất là bất ngờ và mở to tai và mắt để nhận xét xem có bất cứ triệu chứng gì thiếu logic không. Chưa bao giờ tôi đi kinh lý mà không tìm ra một vài triệu chứng kỳ lạ. Nhưng mà phải đi kinh lý một cách ngẫu nhiên cơ bạn ạ. Những mâu thuẫn hoặc những xung đột giữa các nhân viên, những chuyện bè phái, bè đảng cùng đồng lõa, số lớn xảy ra một cách rất là vô tình. Nhưng cũng có những vụ đụng độ đáng ghi nhớ đã được giấu nhẹm một cách kỹ lưỡng. Chính vì chuyện giấu nhẹm thành công mà các nhân viên bất chính mới nảy ra ý kiến lập bè đảng, lấy bạo lực làm dụng cụ để áp chế các nhân viên khác. Bạn ạ, không bao giờ được để một uy quyền nào khác xuất hiện trong tập thể của mình bạn nhé. Nếu không, thế nào một ngày kia cũng sẽ có một sự cố xảy ra nặng nề mà bạn không có đủ khả năng để xử lý. Bạn hãy nhớ đấy, không thể nhờn được bạn nhé. Bệnh thứ 12 thì là phá việc làm của đồng đội bạn ạ. Cái chuyện này thì nó rất là phổ biến. Tôi đọc, chuyện phá đồng đội là một chuyện rất thường gặp nhưng lại khó truy do tính đa dạng của sự phá phách. Khi một nhân viên phá phách làm việc của việc làm của đồng đội, thông thường không ai thấy hiện tượng gì cả. Ở địa vị người quản trị, bạn đừng nên coi thường chuyện này, vì sau này nếu cả hai nhân viên vẫn tồn tại trong công ty, không sớm thì muộn họ sẽ lại tiếp tục chí chóe. Và khi họ đã lên chức rồi thì tầm chí chóe sẽ làm tổn hại đến công ty, ít nhất đến sự an sinh hàng ngày. Bạn có biết không, tôi đã gặp trường hợp của hai nhân viên mà lúc mà tôi làm việc cùng thì họ chỉ là nhân viên thường. Thế mà sau này khi tôi đã đổi công ty rồi thì tôi mới được biết tin rằng là cả hai người chí chóe với nhau từ hồi mà còn làm nhân viên, đã trở thành hai phó tổng giám đốc của công ty bạn ạ. Đấy, bạn nghĩ xem bây giờ mà họ mà tranh chấp với nhau nữa và với một cái phong cách rất là đều giả với nhau thì bạn thử tưởng tượng cái doanh nghiệp đó nó sẽ chịu những ảnh hưởng tồi tệ như thế nào. Tôi khuyên bạn nên giải quyết những vấn đề này tận gốc vấn đề các bạn ạ. Đừng bao giờ nghĩ phải xử lý công bằng bạn nhé. Công bằng là lỗi lầm đấy, là một lỗi lầm quản trị. Mà bạn hãy giữ lại người mà bạn giữ lại người bạn cần và có cùng văn hóa với mình, tức là phải hợp với mình, rồi hãy chia tay người kia. Bất chấp nhé bạn nhé, bất chấp lỗi thuộc về ai. Công ty không phải là nơi để chứa những mâu thuẫn lâu dài bạn nhé. Và cái sự công bằng nó không có lợi gì cho bạn. Bạn hãy giữ cái người mà sau này sẽ đem lại cái sự hữu ích nhất cho công ty và sẽ đem lại cho bạn một cái sự an nhiên trong việc làm của chính bạn. Thế bạn bệnh thứ 13 thì là bệnh bao vây sếp các bạn ạ. Vào năm 1977, tôi được chứng kiến một cuộc bao vây tuyệt hảo của ông tổng thư ký doanh nghiệp đối với chính ông tổng giám đốc của mình. Vốn vì tổng giám đốc hay đi vắng, vì ông này thích đi du lịch, gã tổng thư ký đã khởi đầu công cuộc o bế bằng cách đặt ngay tại văn phòng ông tổng giám đốc một cô thư ký là thuộc hạ trung thủy của chính mình. Bất cứ ai xin vào gặp tổng giám đốc, cô này đều khuyên hãy gặp ông tổng thư ký đã, trước đã, vì ông này sẽ tư vấn những cái cao kiến để khi vào gặp tổng giám đốc sẽ gặt hái được kết quả.
làm sao mà có ai từ chối được cái việc này bạn nhỉ? Và tất nhiên sự việc diễn ra đúng như dự báo, là khi nghe lời ông Tổng Thư Ký thì vào nói chuyện với ông Tổng Giám Đốc thì ông Tổng Giám Đốc rất hài lòng. Thế rồi bất cứ ai vào gặp Tổng Giám Đốc xong và đi ra thì cũng được cô Thư Ký khuyên nên gặp lại ông Tổng Thư Ký để báo cáo và để cảm ơn và giữ cảm tình. Thế thì nhân viên họ cũng lại làm như thế, và họ thấy rằng là mọi chuyện đều biến chuyển một cách rất là tốt đẹp. Dần ra vị Tổng Giám Đốc, lại chính ông vị Tổng Giám Đốc này thấy ông kia luôn luôn cùng chung tư duy và chiến lược, nên từ đó ông đặt hết tin tưởng vào sự phán đoán của ông Tổng Thư Ký. Thì 5 tháng trôi qua, chuyện gì cũng phải qua ông Tổng Thư Ký, chuyện gì cũng phải trở về ông Tổng Thư Ký để ông này lọc và hướng dẫn. Nên khi ông Tổng Thư Giám Đốc đang vắng mặt thì Tổng Thư Ký quyết định chọn luôn cho Tổng Giám Đốc. Và cái chuyện phải xảy ra sẽ, tất nhiên là sẽ xảy ra, rằng dần dần ông Tổng Giám Đốc sẽ càng ngày càng xa các hồ sơ, càng xa nhân viên, và ông Tổng Thư Ký thì càng ngày càng gần hồ sơ và càng ngày càng gần các nhân viên. Thế thì hiện tượng bị bao vây rất dễ xuất hiện đối với những Tổng Giám Đốc hời hợt và xa đời sống hàng ngày của doanh nghiệp. Tất nhiên trong nhiều năm, ông Tổng Giám Đốc sẽ rất thoải mái khi có một Tổng Thư Ký làm việc đắc lực và đích xác như vậy. Tuy nhiên khi bắt đầu có khủng hoảng lớn lên đến tai họ hội đồng quản trị thì không sớm thì muộn hội đồng quản trị sẽ gọi ông Tổng Giám Đốc lên. Rồi thấy ông Tổng Giám Đốc không trả lời được rõ ràng một cách đích xác, một cách thật là gọn gàng công việc, thì họ lại gọi ông Tổng Thư Ký lên, và người ta thấy ông Tổng Thư Ký thuộc việc hơn, rõ việc hơn, làm việc quy củ hơn, được thông tin đích xác hơn. Và tất nhiên là chuyện gì phải xảy ra sẽ xảy ra, là dần dần chính ông Tổng Thư Ký sẽ thay thế ông Tổng Giám Đốc, và người ta sẽ cảm ơn ông Tổng Giám Đốc. Bệnh thứ 14 là bệnh lạm dụng chi phí các bạn ạ. Lạm dụng chi phí là một lỗi rất phổ biến, thường được thấy ở các bậc lãnh đạo cao cấp cao trong doanh nghiệp mà không nhân viên nào dám kiểm soát. Ai mà dám kiểm soát lãnh đạo bạn nhỉ? Cái thói thích ăn cơm đại gia rất tốn kém, hơi một tí thì tiếp tân, hễ có khách từ xa thì lại một bữa thật đặc biệt với rượu ngon hảo hạng. Có rất nhiều trường hợp như thế các bạn ạ. Năm 1977 tôi được chứng kiến một ông Tổng Giám Đốc mời khách mỗi ngày tại các tiệm cơm 3 sao ở Paris. Và sau một thời gian ngắn, ông này khoe là không có tiệm cơm cao cấp nào mà vợ chồng tôi chưa được tới thưởng thức. Đã có tội lại còn khoe là đi với vợ chứ không phải là đi với khách hàng nữa bạn ạ. Tại Việt Nam, tôi từng đi ăn khá nhiều tiệc đãi rất phí phạm. Không những khách mời đã quá đông, mà khi món gọi thì lại chỉ toàn những món đặc sản. Người ta thường để ý rằng có một cô thư ký của sếp ngồi một bên trong một góc đợi tiệc tàn. Cô có nhiệm vụ thanh toán đấy, bữa tiệc thì thay sếp. Đôi khi khách ăn xong còn đòi hát karaoke tới quá nửa đêm, chi phí tất nhiên cũng vui vẻ tăng theo. Về mặt quản trị, tôi nhìn nhận là những cuộc ăn uống vui vẻ có khả năng thực sự thắt chặt tình hữu nghị giữa các đối tác. Nhưng riêng mình, tôi không nghĩ phải đón tiếp khách nhiệt tình đến như thế đâu. Ngày nay phong cách tiếp tân đang bắt đầu thay đổi, vì đơn giản không công ty nào chấp nhận chi phí quá cao về tiếp tân nữa. Và cũng không có khách hàng nào dại dột đến mức để cho một bữa nhậu, dù bí tỉ thịnh soạn đến đâu, thay đổi cuộc chơi của doanh nghiệp. Mà thậm chí, tại Singapore hiện thời, chính phủ còn cấm bất cứ một công chức nào ở bất cứ cấp nào được nhận đi đãi tiệc của bất cứ người nào. Và thêm vào đó, còn không được nhận bất cứ một quà nào, dù là một cuốn sách hay là một cuốn sách kinh chăng nữa cũng không được nhận. Không được nhận cái gì hết cả, và cũng không được ăn, cũng không được uống với bất cứ ai, chứ đừng nói với khách hàng. Ở Pháp và một số nước Tây Âu lại có một loại lạm dụng chi phí kiểu khác, đó là chi phí máy bay các bạn ạ. Các ông sếp lớn ấy, thì cứ gọi điện thoại cho nhau xong là quyết định đi thăm nhau. À, thế mà đôi khi họ lại còn quyết định là đi thăm nhau ở những nơi thắng cảnh nữa cơ. Thí dụ như là một ông chủ tịch người Pháp muốn gặp một ông tổng giám đốc người Đức. Ê, họ lại rủ nhau đi Bali họ gặp nhau. Tức là đi người nào cũng phải lấy một cái vé máy bay 10.000 cây số để đi gặp nhau. Mà không biết họ nói chuyện với nhau thế nào, mà họ cần những 3 ngày nghỉ mát ở bờ biển để thảo luận với nhau về một cái vấn đề gì đó mà không ai biết. Họ viện cớ rằng dùng điện thoại đơn thuần không cho phép đi vào những chi tiết chiến lược. À, thế ra những chi tiết này là những chi tiết chiến lược. Mỗi cuộc đi
là vô số đêm khách sạn 5 sao, vô số bữa cơm tại nhà hàng nổi tiếng, vô số chai rượu đắt tiền được đài thọ bởi công ty. Tiếng Pháp có cách nói rất hay để chỉ những chi phí vô trách nhiệm này. Au frais de la princesse, tức là cứ để cho cô công chúa ở trên cô ấy trả cho. À, mà các ông nào có chịu đi vé nào, các ông có chịu đi vé hạng thương gia theo quy định đâu. Dù các công ty đều cấm đi vé hạng nhất đấy, nhưng các ông đã hóm hình tạo ra từ lâu những thói quen mà chính nhân viên bán vé phải thuộc. Nào là các ông ăn gian đủ kiểu, thí dụ như một vé hạng nhất thì lại biến ra thành nhiều vé hạng thương gia để qua mắt kiểm toán. Nào là đổ thừa hãng hàng không đã hủy chuyến này nên phải đi chuyến kia, nhưng chuyến kia thì chỉ còn có đúng một chỗ hạng nhất thôi, thế là bắt buộc phải lấy chứ. Và đến cuối năm, sếp lại khoe với vợ con là năm nay đã phải đi công tác khá nhiều, và tuy nhiên cũng gom góp được một tài khoản bonus khá bộn đấy, hơn 500.000 cây số bạn ạ. Chỉ riêng chỗ này cũng sẽ cho phép ông đài thọ một chuyến cho cả gia đình ông đi nghỉ mát tại Bermuda hay tại Bali. Rồi không lợi lộc gì thoát tay các ông sếp loại này. Ở đây xin bạn đọc đừng hiểu nhầm, tôi không phủ nhận việc di chuyển của lãnh đạo là cần thiết, và chính tôi cũng đã di chuyển rất là nhiều. Nhưng tôi muốn vạch ra ở đây có những chuyến không nhất thiết phải đi, vừa mệt thân vừa tốn thời gian của công ty, bởi vì đôi khi một chuyện có thể nói được trong một tiếng mà tốn cả một tuần trời và tốn cả chi phí, rồi lãnh đạo lại vắng mặt khi công ty cần. Chuyện cờ cáp thì lại càng cho phép lạm dụng dễ dàng. Một phái đoàn cao cấp tới thăm, thế là một lãnh đạo nảy ra ý tặng quà, cố tình mua thừa quà để rồi chỗ thừa lại được chuyển về nhà lãnh đạo. Ở các công gia quốc gia sản xuất rượu ngon, quà cáp bằng rượu là một món bở, không những cho người nhận mà cho cả người tặng. Thưa các bạn, ở ngay tại Việt Nam đây, đôi khi khi tôi gặp một số doanh nghiệp, mà đôi khi là doanh nghiệp nhà nước, thì đôi khi tôi nhận được những cái món quà mà nó đối với tôi nó cũng hơi đắt, và tôi cũng không hiểu là làm thế nào mà lại tôi lại nhận được một cái món quà như thế, trong khi tôi đem một cái dịch vụ rất là khiêm tốn. Thế thì tôi không biết rằng nó có rơi vào cái trường hợp này hay không. Thưa các bạn, tôi sẽ dành cái buổi nói chuyện tiếp cho buổi cái nền radio sau. Chúc các bạn thật là vui vẻ và có được một ngày đầm ấm với công việc và với gia đình. Xin chào các bạn. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái miền quê.